Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay sẽ hướng dẫn anh em là tải game Soccer Hero 2 trên PC với phần mềm giả lập nha. Thì đầu tiên để tải được cái game này thì các bạn sử dụng phần mềm giả lập và link tải phần mềm giả lập thì mình để sẵn ở trong phần mô tả hoặc trong phần bình luận của video này nha. Các bạn đang xem video thì các bạn xuống kéo xuống phần phía dưới thì các bạn sẽ thấy và hãy click vào đường link đó giúp mình. Thì nó sẽ tải trực tiếp cái file giả lập về cho các bạn luôn, không cần phải truy cập sang trang chủ. Thì khi mà các bạn click vào thì nó sẽ tải về, và các bạn nhìn xuống phía dưới góc bên bên trái của màn hình ấy thì thấy có cái file nó nằm ở đây như màn hình của mình này. Còn không thì các bạn vào phần quản lý file thư mục download của các bạn ấy thì máy tính thì các bạn sẽ thấy, và hãy click hai lần vào thì nó sẽ hiện lên một cái bảng như thế này. Thì các bạn click vào cái nút cài đặt nha. Của mình nó hiện nút ghi đề cài đặt là do là mình đã cài đặt giả lập này rồi, cho nên bây giờ mà click vào lại thì nó sẽ hiện là ghi đề cài đặt, nên mình sẽ tắt cái bảng này đi, mình không cần cài lại. Còn các bạn thì cứ nhấn vào nút cài đặt và đợi tầm 3-7 phút thì nó sẽ cài đặt xong, và các bạn hãy mở giả lập này lên nha. Còn bây giờ mình sẽ mở giả lập này lên cho các bạn xem. Đây, khi mở lên thì các bạn sẽ thấy nó có giao diện nó như thế này đây. Rồi, thì các bạn click vào cái ô tìm kiếm này giúp mình. Các bạn gõ tên game Soccer Hero 2. Đây, mình gõ xong thì nó sẽ hiện ở dưới nha. Gõ đúng tên thì nó mới ra. Thì các bạn click vào game. Sau đây các bạn nhấn vào nút cài đặt nha. Nhấn vào nút cài đặt màu tím này nè, chỗ đôi chuột mình này, nhấn vào nút cài đặt thì nó sẽ chuyển các bạn sang cái trang đăng nhập. Và các bạn cần đăng nhập tài khoản Gmail Google của mình. Đó là phần yêu cầu bắt buộc để sử dụng cửa hàng Google Play nha. Khi mà nó chuyển các bạn sang cửa hàng Google Play thì anh em nhấn vào nút cài đặt nha. Nhấn vào nút cài đặt này thì game nó sẽ tiến hành nó tải về. Game này thì có dung lượng cũng khá là cao đó các bạn, 400 MB. Thời gian tải thì tất nhiên sẽ hơi lâu một tí, tùy thuộc vào tốc độ internet của các bạn thôi. Nếu mà tốc độ internet nhanh thì nó tải cái vèo à. Và sau khi mà nó tải xong thì anh em nhấn vào nút phát nha. Này, chỗ này là nút phát, nút mở, cái này chữ play, chữ open gì đấy thì anh em cứ nhấn vào thì game nó sẽ mở lên và có thể bắt đầu chơi được game này nha. Và bây giờ anh em có thể xem mình trải nghiệm game này luôn. Còn trong quá trình tải giả lập hoặc là tải game chơi game mà anh em có vấn đề gì về lỗi thì anh em cứ để lại ý kiến trong phần bình luận ấy, mình sẽ hỗ trợ giúp cho. Chúc anh em chơi game vui vẻ nha.